Thank you.
Chào mừng tất cả quý vị đã đến với đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 do báo Tiền Phong tổ chức. Thưa quý vị, chương trình này mang một ý nghĩa thật quan trọng. Nhân kỷ niệm 20 năm Hoa hậu Việt Nam, chương trình được truyền trực tiếp từ quảng trường Sông Hoài, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa thưởng thức màn chào đầu hết sức là rực rỡ và lung linh của 30 thí sinh trong đêm chung kết ngày hôm nay. Họ đến từ mọi miền đất nước và cùng khoe sắc trong đêm nay. Xin dành tặng cho họ những tràng pháo tay như lời chúc mừng và lời chúc may mắn trong đêm nay. Xin cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ chờ đón để gặp lại 30 thí sinh trong những phần thi của đêm chung kết hôm nay. Và cho phép tôi được trân trọng giới thiệu ban giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Nhà thơ Dương Kỳ Anh, trưởng ban giám khảo. Hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất, thạc sĩ Bùi Bích Phương. Nhà thiết kế Minh Hạnh. Thạc sĩ nhân chất học Lê Diệp Linh. Nghệ sĩ múa Đặng Linh Nga. Thạc sĩ Phan Thị Trinh, phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam. Thưa quý vị, còn ngay bây giờ, chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ cùng làm quen với 30 thí sinh tham gia đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 hôm nay. Tôi tên Nguyễn Thị Trúc Anh, năm nay tôi 22 tuổi, tôi đến từ thành phố Cần Thơ. Xin chào, tôi tên là Nguyễn Thị Diễm Hạnh, năm nay tôi 18 tuổi, tôi đến từ tỉnh Quảng Nam. Xin chào, tôi tên là Thạch Thị Hồng Nhung, tôi là người dân tộc Khmer, tôi đến từ thành phố Cần Thơ, năm nay tôi 20 tuổi. Xin chào, tôi là Lý Hồng Nhung, năm nay 20 tuổi, tôi đến từ thủ đô Hà Nội. Tôi là Nguyễn Thu Quỳnh, năm nay tôi 20 tuổi và tôi tới từ thủ đô Hà Nội. Tôi tên là Đinh Thị Hằng Ly, năm nay tôi 21 tuổi, tôi đến từ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tôi là Doãn Thị Như Trang, tôi 21 tuổi và tôi đến từ Hải Dương. Xin chào, tôi tên là Vũ Hải Hà, tôi năm nay 21 tuổi, tôi đến từ Hà Nội. Tôi tên là Phạm Diệu Linh, năm nay tôi 18 tuổi và tôi đến từ Hà Nội. Chào các bạn, tôi là Phan Thị Diễm Châu, năm nay tôi 24 tuổi, tôi đến từ quê hương đất khách Trung Trung. Chào các bạn, tôi tên là Phan Hoàng Minh Thư, năm nay tôi 20 tuổi và tôi đến từ thành phố Đà Lạt. Tôi là Đỗ Thị Hồng Phúc, năm nay tôi 18 tuổi và tôi đến từ thủ đô Hà Nội. Tôi là Trịnh Thị Minh Nguyện, năm nay tôi 18 tuổi và tôi đến từ quê hương Phú Lạng. Tôi tên là Nguyễn Linh Chi, năm nay tôi 20 tuổi và tôi đến từ thủ đô Hà Nội. Chào tất cả quý vị và các bạn. Tên tôi là Nguyễn Ngọc Diệp. Năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi. Tôi đến từ thủ đô Hà Nội. Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Vũ Thị Anh. Năm nay tôi 21 tuổi. Tôi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Xin chào các bạn. Tôi là Nguyễn Minh Ngọc Trâm. Tôi 22 tuổi và tôi đến từ quê hương Đồng Khởi, Bến Tre. Mình xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Hồ Thủy Anh Yến. Năm nay mình 22 tuổi, mình đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc Hà. Năm nay tôi 18 tuổi, tôi đến từ Quảng Ninh. Xin chào quý vị và các bạn, tôi tên là Lê Thị Mây.
Năm nay tôi 20 tuổi, tôi đến từ Hải Dương. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Trần Thị Diễm Hương. Năm nay tôi 19 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất chè Thái Nguyên. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Lê Hoàng Bảo Ngọc. Năm nay tôi 22 tuổi. Tôi đến từ thành phố Đà Lạt, thành phố của ngàn hoa. Chào, tôi tên là Nguyễn Thị Vân. Năm nay tôi 22 tuổi, tôi đến từ thủ đô Hà Nội. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Hoàng Điệp. Năm nay tôi 20 tuổi, tôi đến từ Đồng Nai. Tên Võ Thị Lệ Phương, năm nay tôi 21 tuổi, đến từ tỉnh Kiên Giang. Xin chào, tên tôi là Bùi Thị Ánh Tuyết, năm nay tôi 21 tuổi, tôi đến từ Hà Nội. Xin chào tất cả các bạn. Tên tôi là Nguyễn Hồng Nhung, năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi, tôi đến từ thủ đô Hà Nội. Xin chào các bạn, tôi tên Lâm Thu Ngân, năm nay 21 tuổi, tôi đến từ Sóc Trăng. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung, năm nay tôi 18 tuổi, tôi đến từ thủ đô Hà Nội. Xin chào các bạn, tôi tên là Trần Thị Thùy Dung, tôi 18 tuổi, tôi đến từ thành phố Đà Nẵng. Khmer.
thi tiếp theo thuộc về thí sinh mang số báo danh 234 Lý Hồng Nhung. Lý Hồng Nhung năm nay 20 tuổi, cô đến từ thủ đô Hà Nội. Các bạn đang đến với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 008 Nguyễn Thu Quỳnh. Nguyễn Thu Quỳnh năm nay 20 tuổi, cô đến từ thủ đô Hà Nội. Đến với phần thi của thí sinh mang số báo danh 081 Phạm Thiệu Linh. Phạm Thiệu Linh năm nay 18 tuổi, cô đến từ thủ đô Hà Nội. Báo danh 051 Phan Thị Diễm Châu năm nay 24 tuổi, cô là thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thank you.
đến với phần thi của thí sinh mang số báo danh 964 Phan Hoàng Minh Thư. Phan Hoàng Minh Thư năm nay 20 tuổi, cô đến từ Lâm Đồng. Năm nay 22 tuổi, cô đến từ Bến Tre. Cô là hoa hậu Nam Mê Công 2008. Đến với phần thứ tư của
15, Nguyễn Thị Ngọc Hà. Nguyễn Thị Ngọc Hà năm nay 18 tuổi, cô đến từ Quảng Ninh. Cô là hoa khôi hội thi người đẹp Hạ Long. Phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 158 Lê Thị Mây. Lê Thị Mây năm nay 20 tuổi. Cô đến từ tỉnh Hải Dương. Cô hiện là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Bắc Ninh. Thí sinh mang số báo danh 632 Võ Thị Lệ Thu.
Thị Lệ Thu năm nay 21 tuổi. Cô đến từ Kiên Giang. Cô là Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long 2008. Phần thi quan trọng trong cuộc thi hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức. Tôi xin cảm ơn phần trình diễn của các thí sinh. Chúng ta cùng gặp lại họ vào ít phút nữa.
thắp sáng trong đêm vẻ đẹp kiêu sa, tiếng hát ngân vang nụ cười thiên thần. Tìm đâu đây là ngàn mơ ước, em rạng rỡ như vầng thái dương, em ngước lên cao nhìn muôn vì sao, em ước mơ cho hàng vạn trái tim. Và nơi đây trong giây phút này hạnh phúc như em đêm nay. Màn đêm bừng sáng lấp lánh, ánh mắt pha lê, em xinh tươi khoác lên đôi vai áo lụa mong manh, dáng ngọc ngà thưa tha, là thiên thần hóa ánh sáng với ước mơ xanh. Em như hoa có hương trong đêm, trời long lanh ngàn vì sao, đêm nay sẽ luôn ở bên trong đêm vẻ đẹp kiêu sa, tiếng hát ngân vang nụ cười thiên thần. Tìm đâu đây là ngàn mơ ước, em rạng rỡ như vầng thái dương, em ngước lên cao nhìn muôn vì sao, em ước mơ cho hàng vạn trái tim. Ngọc ngà thưa tha,
xấu giờ đây là người đẹp mang số báo danh 079 Vũ Hải Hà. Hải Hà cao 1m67, nặng 50kg với các chỉ số 85, 62, 90. Vẫn đến với phần thi của sinh nam số báo danh 081 Phạm Diệu Linh. Phạm Diệu Linh cao 1m67, nặng 53kg với các số đo 87, 64, 91. Thi tiếp theo mang số báo danh 051 Phan Thị Diễm Châu. Diễm Châu cao 1m68, nặng 50kg với các chỉ số hình thể 80, 61, 88. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của thí sinh mang số báo danh 964 Phan Hoàng Minh Thư. Phan Hoàng Minh Thư cao 1m68, nặng 50kg với các số đo 84, 62, 89. Số báo danh 089, người đẹp Trịnh Thị Minh Huệ, cao 1m68, nặng 53kg với các chỉ số 84, 64, 90. Chúng ta đang đến với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 437 Nguyễn Linh Chi. Nguyễn Linh Chi cao 1m68, nặng 52kg với các chỉ số 82, 63 và 90. Chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp hình thể của thí sinh mang số báo danh 302 Đậu Thị Hồng Phúc. Đậu Thị Hồng Phúc cao 1m68, nặng 51kg với các chỉ số 83, 65, 91. Trên sân khấu lúc này là phần trình diễn của thí sinh mang số danh 045 Nguyễn Ngọc Hiệp. Nguyễn Ngọc Hiệp cao 1m68, nặng 50kg với các số đo 85, 63, 91. Đến với phần trình diễn dự thi của thí sinh mang số báo danh 004 Vũ Thị Anh. Vũ Thị Anh cao 1m69, nặng 51kg với các chỉ số 80, 60, 90. Trên sân khấu lúc này là phần dự thi của thí sinh nam số báo danh 851 Nguyễn Minh Ngọc Trâm. Nguyễn Minh Ngọc Trâm cao 1m69, nặng 56kg với các số đo 84, 63, 89. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngay sau đây người đẹp mang số báo danh 845 Hồ Thị Oanh Yến. Hồ Thị Oanh Yến cao 1m69, nặng 54kg với các số đo 85, 62, 90. Chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh nam số báo danh 215 Nguyễn Thị Ngọc Hà. Nguyễn Thị Ngọc Hà cao 1m69, nặng 50kg với các số đo 84, 62, 89. Người đẹp
thi trang phục áo tắm tiếp theo của số báo danh 158 Lê Thị Mây. Lê Thị Mây cao 1m69, nặng 48kg với các chỉ số 82, 59, 87. Chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 053 Trần Thị Diễm Hương. Trần Thị Diễm Hương cao 1m70, nặng 49kg với các số đo 83, 58, 88. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngay sau đây số báo danh 067 Lê Hoàng Bảo Ngọc. Lê Hoàng Bảo Ngọc cao 1m71, nặng 55kg, với các số đo 79, 60, 91. Xin mời quý vị cùng đến với phần thi của thí sinh mang số báo danh 789 Nguyễn Thị Vân. Vân cao 1m71, nặng 52kg với các số đo 87, 61, 90. Xuất hiện trên sân khấu giờ đây là thí sinh mang số báo danh 737 Vũ Thị Hoàng Điệp. Hoàng Điệp cao 1m72, nặng 50kg với các chỉ số 83, 60, 89. Chúng ta đang đến với phần thi của thí sinh mang số danh 632 Võ Thị Lệ Thu. Võ Thị Lệ Thu cao 1m72, nặng 51,5kg với các số đo 77, 62,5, 87. Người đẹp tiếp theo mang số báo danh 103, Bùi Thị Ánh Tuyết. Bùi Thị Ánh Tuyết cao 1m73, nặng 50kg với các số đo 89, 61, 89. Đến với phần thi của thí sinh mang số báo danh 063 Nguyễn Hồng Nhung. Nguyễn Hồng Nhung cao 1m75, nặng 52kg với các số đo 86, 62, 90. Xin mời người đẹp mang số báo danh 018 Lâm Thu Hằng. Lâm Thu Hằng cao 1m76, nặng 60kg với các số đo 83, 64, 91. Xin mời quý vị cùng đến với phần dự thi của thí sinh mang số danh 189 Nguyễn Thị Hồng Nhung. Nguyễn Thị Hồng Nhung cao 1m76, nặng 57kg với các số đo 85, 64, 97. Mời thí sinh mang số báo danh 087, Trần Thị Thùy Dung. Thùy Dung cao 1m78, nặng 61,5kg với các số đo 86, 62, 91. Ngày đó cứ ngỡ với nhau ta...
muôn đời chung lối về. Tình mới đã qua đắm say, thoáng đã nghe những ê chề. Người hỡi coi nhớ tới anh với những đêm xưa ta say ân tình. Người mãi vẫn sống giữa anh, trong tim này em vẫn đầy nụ hôn đam mê ngất ngây, vẫn mãi dâng những hương nồng. Người hỡi có biết khúc ca đã in cho anh ấm áp đôi lòng. Hỡi ơi người, đến đây người, hỡi ơi người, đến đây người. Hỡi ơi người, đến đây người, hỡi ơi người, đến đây người. Mong ước sẽ có sớm nào trong giang hồ quay bước về. Tình cũ sẽ chất ngất say với những đêm ngát hương nồng. Bài hát thâm thiết lúc xưa sẽ mãi say sưa không phải ta. Mong ước vẫn mãi qua xa, chân giang hồ chưa thấy ngừng. Tiếng hát cứ mãi thiết tha, cớ sao ai vẫn vô tình. Để tiếng hát bóng xót xa, nước mắt rơi rơi, rơi rơi trong chiều. Hỡi ơi người, đến đây người, hỡi ơi người, đến đây người. Hỡi ơi người, đến đây người, hỡi ơi người, đến đây người. Giờ này người đang phiêu xuôi nơi nào hỡi em. Ở nơi phương đó có thoáng phút say thương nhớ. Nhưng em tình, hỡi ơi người, nhớ chăng người, hỡi sẽ chất ngất say với những đêm ngát hương nồng. Bài hát thâm thiết lúc xưa sẽ mãi say sưa không phai tàn. Mong ước vẫn mãi qua xa, trong giang hồ chưa thấy ngừng. Tiếng hát cứ mãi thiết tha, cớ sao ai vẫn vô tình. Để tiếng hát bông xót xa, nước mắt rơi rơi, rơi rơi trong chiều. Hỡi ơi người, đến đây người, hỡi ơi người, đến đây người. Hỡi ơi người, đến đây người, hỡi ơi người, đến đây người. Giờ này người đang phiêu xuôi nơi nào hỡi em. Ở nơi phương đó có thoáng phút say thương nhớ. Chân giang hồ chưa thấy ngừng, tiếng hát cứ mãi thiết tha, cớ sao ai vẫn vô tình. Để tiếng hát bóng xót xa, nước mắt rơi rơi, rơi rơi trong chiều. Xin cảm ơn ca sĩ Hoàng Vũ. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt để kỷ niệm 20 năm Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức. Và trong suốt 20 năm đó, 10 Hoa hậu Việt Nam đã được vinh danh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại các Hoa hậu Việt Nam trong một tiết mục rất đặc biệt được dàn dựng riêng cho đêm chung kết. Chúng ta hãy cùng chào đón ra sân khấu Hoa hậu Bùi Bích Phương, Hoa hậu năm 1988, Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa, Hoa hậu năm 1990, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu năm 1992, Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Hoa hậu năm 1998 và Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan năm 2007. Họ sẽ cùng nhau thể hiện ca khúc Và Tôi Sẽ Yêu Em. Và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. We'll be right back.
chuyện hay, tiếng chim hót đầu gành và yêu biển vòng. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái tranh với hàng dừa và yêu trẻ thơ. Bữa cơm canh cà và điếu thuốc, giấc ngủ không mộng mị và tôi cũng Quảng Nam.
một không Thạch Thị Hồng Nhung. Hồng Nhung hiện là sinh viên khoa kinh tế Đại học Cần Thơ. Cô cũng đến từ Cần Thơ. Đến với phần thi của thí sinh mang số báo danh 234, Lý Hồng Nhung. Lý Hồng Nhung năm nay 20 tuổi, cô hiện là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô đến từ thủ đô Hà Nội. Cũng là một đại diện đến từ thủ đô Hà Nội, thí sinh mang số báo danh 008 Nguyễn Thu Quỳnh. Nguyễn Thu Quỳnh hiện là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sân khấu lúc này là phần thi của thí sinh mang số báo danh 617 Đinh Thị Hằng Ni. Đinh Thị Hằng Ni hiện đang công tác tại trường Cao đẳng Xây dựng số 2 thành phố Hồ Chí Minh. Cô đến từ Đắk Lắk. Tiếp theo đây là phần trình diễn của người đẹp rất yêu nghệ thuật sân khấu và điện ảnh. Số báo danh 516 Doãn Thị Như Trang. Cô hiện là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Là
phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 302 Đậu Thị Hồng Phúc. Đậu Thị Hồng Phúc năm nay 18 tuổi, cô vừa tốt nghiệp phổ thông trung học và cô đến từ Hà Nội. Phần trình diễn tiếp theo thuộc về thí sinh mang số báo danh 045 Nguyễn Ngọc Diệp. Ngọc Diệp là thí sinh đến từ thủ đô Hà Nội. Cô hiện là sinh viên đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. Thank you.
sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo. Thí sinh mang số danh 737, Vũ Thị Hoàng Điệp. Vũ Thị Hoàng Điệp năm nay 21 tuổi, cô là sinh viên Đại học Hồng Bàng, cô đến từ Đồng Nai. Bước mong
2008 do báo Tiên Phong tổ chức. Một lần nữa xin hãy dành cho những thí sinh tuyệt vời của chúng ta đêm nay những tràng pháo tay thật giòn giã thưa quý vị. Xin cảm ơn các quý ông rất nhiều. Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Ngọc Khánh và anh Tuấn đã có trên tay số liệu 10 người đẹp nhất của đêm chung kết ngày hôm nay. Cho phép chúng tôi
được vinh dự công bố. Chúng ta hãy cùng vỗ tay khi tôi đọc đến tên các thí sinh. Thí sinh đầu tiên, số báo danh 051 Phan Thị Diễm Châu. Xin được chúc mừng cho người đẹp có số báo danh 964 Phan Hoàng Minh Thư. Chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 089 Trịnh Thị Minh Huệ. Người đẹp với số báo danh 437 Nguyễn Linh Chi. Chúng ta sẽ cùng chúc mừng thí sinh mang số báo danh 302 Đậu Thị Hồng Phúc. Và người đẹp thứ 6 trong 10 người đẹp nhất cuộc thi, đây chỉ là số thứ tự, mang số báo danh 789 Nguyễn Thụy Vân. Chúng ta sẽ cùng chúc mừng thí sinh mang số báo danh 632 Nguyễn Thị Võ Thị Lệ Thu. Thêm một người đẹp có cái tên của một loài hoa với số báo danh 063 Nguyễn Hồng Nhung. Chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho người đẹp mang số báo danh 018 Lâm Thu Hằng. Vâng, và chỉ còn một gương mặt nữa thôi, một người đẹp sẽ là một trong số 10 người đẹp nhất cuộc thi. Số báo danh bắt đầu bằng số 0. Con số tiếp theo 87, người đẹp Trần Thị Thùy Dung. Chúng ta hãy cùng một lần nữa chúc mừng cho 10 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ được biết danh sách 5 thí sinh sẽ tham gia vòng thi ứng xử. Người đầu tiên, cho phép tôi được vui mừng công bố số báo danh 964 Phan Hoàng Minh Thư. Xin được chúc mừng cho người đẹp có số báo danh 302 Đậu Thị Hồng Phúc. Chúng ta sẽ được biết số báo danh tiếp theo, 789 Nguyễn Thụy Vân. Xin được một lần nữa chúc mừng cho người đẹp đến từ Sóc Trăng, 018 Lâm Thu Hằng. Chúng ta sẽ đến và được biết người đẹp cuối cùng sẽ tham gia vòng thi ứng xử, 087 Trần Thị Thùy Dung. Xin được chúc mừng 5 thí sinh sẽ tham gia vòng ứng xử. Và cũng xin một lần nữa được cảm ơn tới toàn thể các thí sinh. Các bạn đã thể hiện thật tuyệt vời trên sân khấu ngày hôm nay. Và có những điều tốt đẹp nhất đang chờ các bạn trong tương lai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với phần thi ứng xử. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với 5 người đẹp nhất đến với phần thi ứng xử. Vâng, và người đẹp đầu tiên sẽ thực hiện phần thi ứng xử.
là người đẹp mang số báo danh 964 Phan Hoàng Minh Thư. Xin mời Minh Thư bước ra phía trước và chọn một câu hỏi dành cho mình. Quy trình là các thí sinh của chúng ta sẽ nhận câu hỏi, tự đọc thầm câu hỏi của mình, suy nghĩ thật chín chắn, sau đó trao câu hỏi cho người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình sẽ đọc cho toàn thể quý vị cùng lắng nghe nội dung của câu hỏi. Câu hỏi của bạn như sau. Thái độ của bạn trước sự nghèo đói. Tôi xin đọc lại, thái độ của bạn trước sự nghèo đói. Bạn hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi trả lời. Dạ, em xin kính chào ban giám khảo và xin kính chào toàn thể quý vị khán giả. Sau đây em xin được trả lời phần câu hỏi của em. Nghèo đói hiện nay đang là một gánh nặng không chỉ ở riêng Việt Nam mà ở tất cả những nước, có những nước phát triển như Mỹ, Anh. Và vấn đề đặt ra cho chúng ta hiện nay là tại sao lại chúng ta lại nghèo và làm cách nào để chúng ta thoát khỏi sự nghèo đói. Và theo em nghĩ, muốn thoát khỏi sự nghèo đói, trước tiên chúng ta phải lao động hết sức mình với sự giúp đỡ của cộng đồng. Và năm nay, cuộc thi Hoa hậu với chủ đề An sinh xã hội vì người nghèo, em rất mong muốn trở thành hoa hậu của đêm nay để trở thành đại sứ của chương trình này. Em xin hết. Cảm ơn bạn. Người đẹp tiếp theo, xin mời số báo danh 302 Đậu Thị Hồng Phúc. Xin mời bạn. Kính thưa quý vị, câu hỏi dành cho Hồng Phúc như sau. Bạn có nghĩ rằng với tuổi trẻ, tình yêu đôi lứa là một cái niệm khóa hẹp? Bạn có nghĩ rằng với tuổi trẻ, tình yêu đôi lứa là một khái niệm quá hẹp? Kính thưa ban giám khảo, kính thưa toàn bộ các vị khán giả đang có mặt trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008. Sau đây em xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Theo em, tình yêu đôi lứa là một tình cảm rất thiêng liêng, nhưng nếu đó là một tình yêu chân chính giúp cho con người sống bao dung hơn, sống đẹp hơn, có thêm nghị lực trong cuộc sống và biết vươn tới đạt được những khát vọng trong cuộc đời. Bên cạnh tình yêu đôi lứa còn có những tình yêu rất lớn lao như tình yêu dành cho cha mẹ, gia đình, dành cho quê hương, đất nước. Vì vậy, em nghĩ rằng một tình yêu đôi lứa khi nó thực sự ích kỷ, ta chỉ biết nghĩ đến ta không biết nghĩ đến người khác, thì đó quả thực là một khái niệm quá hẹp. Em xin hết. Xin cảm ơn Đậu Thị Hồng Phúc. Thí sinh tiếp theo, số báo danh 789 Nguyễn Thụy Vân. Xin mời bạn. Câu hỏi dành cho Thụy Vân như sau. Cảm tưởng của bạn khi đến với Hội An, di sản văn hóa thế giới, nơi đang diễn ra vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008. Hãy tự tin trả lời. Em xin kính chào ban giám khảo, xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Sau đây em xin được trả lời câu hỏi của mình. Vâng, đây là lần đầu tiên em đến với Hội An và cảm nhận đầu tiên của em với Hội An đó là Hội An rất đẹp. Một vẻ đẹp không chỉ hiện ra ở không gian với những chùa cầu, với những phố cổ mà còn có vẻ đẹp của con người, những con người với những nụ cười rất thân thiện. Người ta vẫn thường nói chăm nghe thì không bằng một thấy. Đến đây em mới thấy tại sao Hội An lại trở thành di sản văn hóa thế giới.
Và thật tuyệt vời làm sao, tại đất Quảng Nam chúng ta còn có một niềm tự hào nữa, đó là Thánh địa Mỹ Sơn, nơi mà chúng em trong hành trình trải nghiệm đã được đến thăm. Và rất phù hợp với tiêu chí của chương trình, đó là thân thiện với môi trường. Và sau khi đã đến thăm hai di sản văn hóa thế giới này, em càng cảm thấy yêu mến hơn, tự hào hơn về đất nước Việt Nam và tự nguyện sẽ cố gắng trau dồi để có thể đóng góp một việc làm có ích gì đó bảo vệ cho những di sản văn hóa thế giới. Em chợt nhớ tới một câu thơ của nhà thơ Trế Lan Viên: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Và em tin rằng sau khi trở về với Hà Nội, em sẽ nhớ Hội An như một kỷ niệm không bao giờ có thể quên được. Em xin hết ạ. Chúc mừng Thụy Vân. Xin được mời phần dự thi tiếp theo của thí sinh mang số báo danh 018 Lâm Thu Hằng. Hỏi dành cho Lâm Thu Hằng như sau: trong cuộc sống đã bao giờ bạn tỏ ra là người thiếu thân thiện? Trong cuộc sống đã bao giờ bạn tỏ ra là người thiếu thân thiện? Em xin kính chào ban giám khảo, quý vị khán giả và các khán giả đang xem chương trình truyền hình trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay. Em xin trả lời câu hỏi của em. Thì sự thân thiện đối với mỗi con người được đánh giá bởi những người xung quanh. Trong cuộc sống, em luôn cố gắng sống vui tươi và hòa đồng với tất cả mọi người. Nhưng đôi lúc do sự áp lực của trong cuộc sống và việc học tập thì em cũng tỏ ra tự biết bản thân mình đã thiếu đi sự thân thiện, mặc dù em chưa nhận được lời phê bình nào của mọi người xung quanh là em thiếu thân thiện. Nhưng dù sao đi nữa, em cũng sẽ cố gắng và trau dồi bản thân để được mọi người yêu mến hơn. Em xin hết. Phần dự thi cuối cùng sẽ của người đẹp Trần Thị Thùy Dung. Câu hỏi của bạn như sau: nếu đêm nay không trở thành hoa hậu, bạn nghĩ gì? Em xin kính chào ban giám khảo, kính chào tất cả quý vị khán giả đang ngồi xem tại sân khấu này và tất cả quý vị khán giả đang ngồi xem trực tiếp truyền hình. Em xin được phép trả lời câu hỏi của mình. Khi đến đây thì tất cả các chị đều mong muốn là mình được ngôi vị cao nhất, đó là trở thành hoa hậu. Nếu như mà em đêm nay em không trở thành hoa hậu thì đương nhiên là em cũng có một chút buồn, nhưng điều đó không phải là điều quan trọng nhất, bởi vì khi đến với cuộc thi này em đã cùng các bạn các chị tham gia vào các hoạt động, các phong trào xã hội rất là có ý nghĩa. Em tham gia vào một sân chơi, em được học hỏi rất là nhiều điều. Em trở thành một con người hoàn thiện bản thân hơn, tốt hơn, em mạnh dạn hơn, tự tin hơn. Đó chính là điều hạnh phúc nhất và quan trọng nhất là bọn em đã có những ngày tháng rất là vui, những lời tâm sự rất là chân thực. Đó là những kỷ niệm vô cùng tuyệt vời và hạnh phúc đối với em. Và điều đó là đối với em là điều quan trọng nhất. Và nếu như mà đêm nay em không được hoa hậu thì chắc chắn là các bạn, các chị khác là sẽ được ngôi vị hoa hậu đó. Và em tin rằng cái người mà được ngôi vị hoa hậu đó thực sự xứng đáng. Và em mừng vì cuộc thi này đã tìm ra một người xứng đáng nhất. Em xin hết ạ. Xin cảm ơn câu trả lời của bạn.
Xin cảm ơn, và một lần nữa chúng ta hãy cảm ơn và chúc mừng phần dự thi ứng xử của 5 người đẹp nhất đêm chung kết ngày hôm nay. Là 30 thí sinh đang tham dự đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008 do báo Tiền Phong tổ chức. Và ngay bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị sẽ cùng đến với phần trao giải.
hãy cùng một lần nữa vỗ tay để cổ vũ cho các thí sinh. Xin được trân trọng công bố giải đầu tiên Hoa hậu ảnh. Chúng ta hãy cùng chúc mừng thí sinh mang số báo danh 510 Thạch Thị Hồng Nhung. Chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thế giới thời trang áo cưới Thanh Hằng VIP Hà Nội, giải thưởng 20 triệu đồng. Thí sinh Thạch Thị Hồng Nhung. Cảm ơn bà Nguyễn Thị Thanh Hằng. Chúng ta cùng một lần nữa chúc mừng Hoa hậu Biển. Chúng ta cùng chúc mừng Hoa hậu Anh Thạch Thị Hồng Nhung. Tiếp theo đây sẽ là giải thưởng dành cho người đẹp có danh hiệu Hoa hậu Biển. Xin được chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 018 Lâm Thu Hằng. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Trọng Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Vinpearl lên trao tặng danh hiệu Hoa hậu Biển cho thí sinh Lâm Thu Hằng, số báo danh 018, giải thưởng 20 triệu đồng. Lâm Thu Hằng. Chúng tôi cảm ơn ông Nguyễn Trọng Hiền. Chúng tôi xin được cảm ơn ông Nguyễn Trọng Hiền. Giải tiếp theo Hoa hậu Thân Thiện. Chúng ta hãy cùng chúc mừng Hoa hậu Thân Thiện mang số báo danh 302 Đậu Thị Hồng Phúc. Tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Quang Tùng, giám đốc công ty bảo hiểm VIC, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Giải Hoa hậu Thân Thiện với giải thưởng là 20 triệu đồng. Thân Thiện, Đậu Thị Hồng Phúc. Và chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Phạm Quang Tùng. Tiếp theo đây sẽ là phần thưởng dành cho người đẹp có thể khả năng thực hiện vẻ đẹp duyên dáng của mình cùng với tà áo dài Việt Nam. Xin được chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 158 Lê Thị Mây. Xin mời ông Tô Quốc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Thái Tuấn sẽ lên trao giải thưởng dành cho người mặc áo dài đẹp nhất, phần thưởng 20 triệu đồng.
bao gồm 10 triệu đồng tiền mặt và sản phẩm sử dụng trị giá 10 triệu đồng. Đẹp Lê Thị Mây và xin được cảm ơn ông Tô Quốc Tuấn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ biết được giải người đẹp được bình chọn nhiều nhất. Chúng ta hãy cùng chúc mừng thí sinh mang số báo danh 737 Vũ Thị Hoàng Điệp. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Thanh Sơn, giám đốc mạng xã hội tầm tay.vn, đơn vị bảo trợ trang web missviet.tienphong.vn sẽ lên trao tặng giải thưởng 10 triệu đồng. Cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với giải thưởng người ứng xử hay nhất của cuộc thi năm nay. Xin được chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 789 Nguyễn Thụy Vân. Xin được mời ông Lê Văn Lộc, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam lên trao giải thưởng người ứng xử hay nhất cho người đẹp Nguyễn Thụy Vân. Giải thưởng 20 triệu đồng. Chúng ta hãy cùng chúc mừng hoa hậu ứng xử hay nhất Nguyễn Thụy Vân. Và xin được cảm ơn ông Lê Văn Lộc. Chúng ta hãy một lần nữa chúc mừng các thí sinh vừa đoạt giải. Và chúng tôi xin được mời các bạn quay trở về vị trí cũ ạ. Còn giờ đây xin mời quý vị cùng chứng kiến màn rước đèn lồng và phần công bố những ngôi vị quan trọng nhất của đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này trên tay tôi là kết quả cuối cùng của ban giám khảo. Ngay bây giờ cho phép tôi được vinh dự công bố Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 là thí sinh mang số báo danh 789 Nguyễn Thụy Vân. Xin được chúc mừng Á hậu 2 Nguyễn Thụy Vân và xin được trân trọng kính mời ông Lương Hoài Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines sẽ lên đeo giải băng. Và xin được mời đại diện công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC, nhà tài trợ Phương Miện sẽ lên tặng hoa. Phần thưởng dành cho Á hậu 2 là giải thưởng 60 triệu đồng. Thank you.
Còn bây giờ chúng ta sẽ được biết rằng ai sẽ là người giữ chức vị Á hậu 1 của cuộc thi hôm nay. Xin được chúc mừng cho người đẹp mang số báo danh 964 Phan Hoàng Minh Thư. Xin chúc mừng Phan Hoàng Minh Thư. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Tô Quốc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Thái Tuấn. Ông sẽ lên trao giải băng Á hậu 1, cũng đồng thời nhận giải Miss Thái Tuấn. Giải thưởng cho Á hậu 1 là 80 triệu đồng và 30 triệu đồng cho danh hiệu Miss Thái Tuấn, gồm 20 triệu đồng tiền mặt và sử dụng sản phẩm của Thái Tuấn trong vòng 1 năm trị giá 10 triệu đồng. Cảm ơn ông Tô Quốc Tuấn. Chúng ta một lần nữa chúc mừng Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ có lẽ là giây phút mà chúng ta chờ đợi nhất trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 do báo Tiên Phong tổ chức. Và cho phép tôi được vinh dự công bố người đẹp nhất trong cuộc thi năm nay. Hoa hậu Việt Nam 2008, Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung. Xin được chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 087 Trần Thị Thùy Dung, người đã trở thành Hoa hậu Việt Nam năm 2008. Xin được mời ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ lên tặng giải vàng và tặng hoa cho Hoa hậu Việt Nam 2008. Về phần quyền trưởng, xin mời ông Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời nhà thơ Dương Kỳ Anh, Tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức sẽ lên trao tặng vương miện cho Hoa hậu Việt Nam năm 2008. Giải thưởng cho Hoa hậu Việt Nam 2008 là 150 triệu đồng và một chuyến du lịch nước ngoài. Kính thưa quý vị, công ty bảo hiểm PIC Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã quyết định dành tặng thẻ bảo hiểm sức khỏe của PIC Care, công ty bảo hiểm PIC Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam dành cho Hoa hậu Việt Nam 2008 trong suốt 2 năm giữ vương miện. Với số tiền bảo hiểm là 3 tỷ đồng năm dành cho Hoa hậu và 2 Hoa hậu với thẻ bảo hiểm sức khỏe với số tiền là 1 tỷ đồng mỗi năm. Cảm ơn ông Lê Tiến Thọ, xin cảm ơn ông Nguyễn Trung Hiếu. Và bây giờ chúng ta đang chứng kiến nhà thơ Dương Kỳ Anh trao vương miện cho Hoa hậu Việt Nam 2008. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 xin chân thành cảm ơn Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Công an tỉnh và các sở, ban ngành của tỉnh Quảng Nam. Xin cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An đã phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động của cuộc thi đạt kết quả tốt đẹp. Một lần nữa chúng ta hãy cùng chúc mừng Hoa hậu Việt Nam Trần Thị Thùy Dung, Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư, Á hậu 2 Nguyễn Thụy Vân. Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 do báo Tiền Phong tổ chức đến đây sẽ khép lại. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Đầy sắc hương xô nghi dòng đời, gót hồng nhẹ nhàng xoay theo lời hát, cùng bước em rực cháy lên dạng ngời.
Beautiful day.